ngày 13 tháng 9, Công an huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam cho biết, đơn vị đang tạm giữ hình sự 8 đối tượng lắp đặt hệ thống camera cảnh giới để chuyên tổ chức đánh bài ăn tiền. Trước đó, khoảng 14 giờ ngày 11 tháng 9, bằng các biện pháp nghiệp vụ, đội tuần tra tổng hợp của Công an huyện Bình Lục phối hợp với Công an xã La Sơn đã bắt quả tang 8 đối tượng đang tổ chức đánh bạc bằng hình thức cào liêng ăn tiền tại nhà của Nguyễn Văn Quý, 35 tuổi, ở thôn Thượng Thụ, xã La Sơn. Tại hiện trường, lực lượng công an thu giữ một bộ bài túi lơ khơ, gần 100 triệu đồng, 2 xe ô tô, 7 điện thoại và một số tang vật có liên quan. Qua đấu tranh khai thác, bước đầu xác định có 6 đối tượng ở tỉnh Hà Nam và 2 đối tượng ở tỉnh Nam Định đến đây để sát phạt. Được biết, các đối tượng thường xuyên đến nhà Quý để tổ chức đánh bạc rất tinh vi. Để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng, Quý đã lắp đặt hệ thống camera cảnh giới từ bên ngoài. Trong nhà cửa có nhiều lớp đóng kín mít. Tuy nhiên, với tinh thần kiên quyết đấu tranh với tội phạm, các trinh sát của công an huyện và công an xã Sơn La đã bắt thành công nhóm đối tượng trên.